Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là chi tiết giá lăn bánh của các dòng xe khác nhau đang được hãng xe Volvo phân phối ở tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, Auto Việt Nam sẽ ước tính chi phí tối thiểu để giúp cho quý vị và các bạn có thể dự trù mua xe ô tô trả góp. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi. Đầu tiên là mẫu xe sedan hạng sang cỡ nhỏ Volvo S60. Hiện nay, S60 đang được Volvo Việt Nam phân phối với duy nhất một phiên bản, đó là S60 R Design, có mức giá bán niêm yết là 1 tỷ 730 triệu đồng. Như vậy, nếu bao gồm lệ phí trước bạ là 10-12% cho xe nhập khẩu, phí biển số, phí đăng kiểm, phí đường bộ, giá lăn bánh của xe tại Hà Nội khoảng 1 tỷ 970 triệu đồng, tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1 tỷ 947 triệu đồng, giá lăn bánh ở các tỉnh khoảng 1 tỷ 908 triệu đồng. Nếu quý vị vay tối đa 80% giá trị xe, các bạn phải dự trù khoản tiền sẵn có tối thiểu là 610 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Hiện nay, Volvo S90 đã được chuyển sang nhập khẩu tại Malaysia, vì vậy giá bán đã mềm hơn so với phiên bản nhập khẩu tại Thụy Điển trước đây. Xe được phân phối với duy nhất một phiên bản, đó là S60B6 AVKD Inscription 2022, có giá bán niêm yết là 2 tỷ 200 triệu đồng. Giá lăn bánh dự kiến tại Hà Nội của xe bao trọn chi phí đăng ký là 2 tỷ 430 triệu đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh là 2 tỷ 390 triệu đồng. Tại các tỉnh thành khác là 2 tỷ 370 triệu đồng. Nếu quý vị vay tối đa 80% giá trị xe, các bạn phải dự trù khoản tiền sẵn có tối thiểu là 670 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Tại Việt Nam chỉ phân phối duy nhất một phiên bản XC40 T5 AVKD R Design. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia và có giá bán niêm yết là 1 tỷ 750 triệu đồng. Giá lăn bánh dự kiến tại Hà Nội của xe bao trọn chi phí đăng ký là 1 tỷ 990 triệu đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 955 triệu đồng và tại các tỉnh thành khác là 1 tỷ 940 triệu đồng. Nếu quý vị vay tối đa 80% giá trị xe, các bạn phải dự trù khoản tiền sẵn có tối thiểu là 600 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Tiếp theo là mẫu xe XC60B6 AVKD Inscription, phiên bản sử dụng động cơ MyHybrid, có giá bán niêm yết là 2 tỷ 220 triệu đồng. Giá lăn bánh dự kiến tại Hà Nội của xe bao trọn chi phí đăng ký là 2 tỷ 515 triệu đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh là 2 tỷ 475 triệu đồng. Và tại các tỉnh thành khác là 2 tỷ 455 triệu đồng. Nếu quý vị vay tối đa 80% giá trị xe, các bạn phải dự trù khoản tiền sẵn có tối thiểu là 750 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Phiên bản XC60 Recharge T8 Plug-in Hybrid có giá bán niêm yết là 2 tỷ 750 triệu đồng. Giá lăn bánh dự kiến tại Hà Nội của xe bao trọn chi phí đăng ký là 3 tỷ 110 triệu đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh là 3 tỷ 090 triệu đồng. Và tại các tỉnh thành khác là 3 tỷ 030 triệu đồng. Nếu quý vị vay tối đa 80% giá trị xe, các bạn phải dự trù khoản tiền sẵn có tối thiểu là 910 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Tiếp đến là mẫu xe XC90B6 AVKD Inscription có giá bán niêm yết là 3 tỷ 950 triệu đồng. Giá lăn bánh dự kiến tại Hà Nội của xe bao trọn chi phí đăng ký là 4 tỷ 455 triệu đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh là 4 tỷ 375 triệu đồng và tại các tỉnh thành khác là 4 tỷ 360 triệu đồng. Nếu quý vị vay tối đa 80% giá trị xe, các bạn phải dự trù khoản tiền sẵn có tối thiểu khoảng 1 tỷ 300 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Phiên bản cao cấp hơn XC90 T8 Recharge có mức giá bán niêm yết là 4 tỷ 490 triệu đồng. Giá lăn bánh dự kiến tại Hà Nội của xe bao trọn chi phí đăng ký là 5 tỷ 060 triệu đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh là 4 tỷ 960 triệu đồng và tại các tỉnh thành khác là 4 tỷ 940 triệu đồng. Và nếu quý vị vay tối đa 80% giá trị xe, các bạn phải dự trù khoản tiền sẵn có tối thiểu là 1 tỷ 470 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Và cuối cùng là mẫu xe wagon Volvo V60 Cross Country 2022 có giá bán niêm yết là 2 tỷ 550 triệu đồng. Giá lăn bánh dự kiến tại Hà Nội của xe bao trọn chi phí đăng ký là 2 tỷ 880 triệu đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh là 2 tỷ 830 triệu đồng. Tại các tỉnh thành khác là 2 tỷ 810 triệu đồng. Nếu quý vị vay tối đa 80% giá trị xe, các bạn phải dự trù khoản tiền sẵn có tối thiểu là 840 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý vị và các bạn xin vui lòng liên hệ với số điện thoại hotline mà chúng tôi đặt bên trên màn hình. Cảm ơn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.